Chào các bạn, trong phần này Airhead Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Viettel Roaming và tính năng tiếp theo đó là Roaming Callback. Ở đây thì khi các bạn chọn vào thì bạn có thể nhập số vào đây. Sau đó các bạn thực hiện gọi. Tuy nhiên là tính năng này chỉ áp dụng khi thuê bao đang ở nước ngoài. Tính năng Roaming Callback có nghĩa là khi các bạn hết tiền, các bạn có thể thực hiện tính năng này để yêu cầu người ở trong nước gọi lại. Tiếp theo nữa là hướng dẫn. Thì vào đây các bạn có thể kiểm tra các hướng dẫn, đọc các thông tin ở đây để hiểu hơn về ứng dụng, về cách roaming và thông tin của Tổng đài Bảo hộ Công dân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ IF Channel. Xin chào các bạn.